Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với thiết kế mới của nhà đài Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đã được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay tiếp tục là chuỗi video trong tháng 8 đã được Kaito chúng tôi hoàn thiện những thiết kế dành cho khách hàng của chúng tôi. Thiết kế này là đang được dành cho anh Đức Anh ở Bắc Giang quý vị nhé. Và sau khi chúng tôi xuống khảo sát về nhu cầu, mong muốn, sở thích và đặc biệt là mức đầu tư, thì chúng tôi cũng đã tạo nên một không gian từ bên ngoài bên trong đầy đủ tiện nghi, thông thoáng, rộng rãi dành cho tất cả thành viên trong ngôi nhà của anh. Chúng ta sẽ cùng với nhau ngắm nhìn qua một chút mặt tiền cũng như là hình ảnh bên ngoài. Với ngôi nhà của anh Đức Anh, chúng tôi thiết kế đây là một cái mẫu nhà 2 tầng mái Nhật và mang phong cách thiết kế hiện đại. Với tông chủ đạo chính của ngôi nhà là màu xanh ghi, màu xám và màu trắng quý vị nhé. Với không gian của màu xám thì được chúng tôi thiết kế vào khu vực của hệ mái Nhật. Với mái Nhật đây thì quý vị chúng ta có thể lựa chọn giống như ngôi nhà của anh Đức Anh, đó là chúng ta sử dụng hoa Fuji màu xám, có độ bền cao, chống ẩm mốc và bên cạnh đó là mang tính hiện đại ngày nay, được lựa chọn với giá thành vừa phải. Thưa quý vị thân mến, thì đối với mái Nhật đây thì khi mà chúng ta kết hợp cùng với mái ở sảnh chính thì chúng tôi sẽ có thiết kế đó là 3 tầng lớp mái, từ thấp lên cao, từ nhỏ tới lớn để chúng ta mang lại sự thịnh vượng, sự may mắn, độc tài dành cho ngôi nhà của anh Đức Anh. Ở ngay phía dưới khu vực của mái Nhật thì chúng tôi sẽ có thiết kế với một cái đường viền mái đô ra, chúng ta sẽ có những đường pháo chỉ thấp nổi để chúng ta tạo một điểm nhân nhã của sự thu hút. Phía dưới thì tôi sẽ lựa chọn với dạng đèn ống để nó chiếu sáng từ phía chân cao hắt hẳn xuống phía dưới của khu vực ban công cũng như là khu vực của hệ mái tre khu vực tầng 1. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một đường pháo chỉ rơi vào khoảng độ tầm là 15 phân. Chúng tôi sẽ làm rõ ràng ra khu vực của hệ tường tầng 1, tầng 2 và khu vực của hệ mái quý vị nhé. Và khu vực pháo chỉ này thì chúng tôi sẽ lấy với màu xanh ghi. Đây là một cái màu hợp mệnh, hợp tuổi của anh Đức Anh. Toàn bộ khu vực của tầng 2 thì được chúng tôi sẽ lựa chọn đó chính là có những cái pháo chỉ nằm ngang. Chúng ta sẽ có tổng là 3 đường pháo chỉ quý vị nhé. Được xuất hiện từ phía mặt tiền này, đổ sang hai bên hông để chúng ta nâng cơ bắp, sự điểm nhấn nhá và có được cái sự chắc khỏe của ngôi nhà. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ có chia tỷ lệ như sau, với 1/3 bên phía tay trái nơi mà chúng tôi sẽ có thiết kế ô cửa sổ. Chúng tôi sẽ làm lồi ra đâu đó khoảng 20 phân. Thứ nhất là chúng ta sẽ tăng thêm diện tích dành cho không gian này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái địa điểm có lồi, có lõm đúng không ạ? 2/3 còn lại thì chúng tôi sẽ làm lõm vào và chúng tôi cũng sẽ có thiết kế với những không gian cửa sổ lấy được tối đa ánh sáng hắt vào bên trong ngôi nhà của anh Đức Anh. Tiếp tục là chúng ta sẽ xuống phía dưới không gian của tầng 1. Thì đối với khu vực này chúng tôi sẽ chạy đường rìa mái ở đây, chúng tôi sẽ có thiết kế phun ngói Fuji quý vị nhé. Và ở phía trên khu vực của đường rìa mái chúng tôi sẽ có một cái vườn hoa. Vườn cây cảnh này là nơi để cho anh Đức Anh có thể trồng cây hoa, cây cảnh và chúng ta có thể chăm chút cho vườn hoa này ngay tại khu vực của ô cửa sổ đúng không ạ? Rất là tiện nghi. Và một đặc điểm nữa là quý vị thấy rằng là khu vực của sảnh chính thì chúng tôi sẽ có thiết kế với hai hệ cột lớn này. Thân cột thì chúng tôi sẽ sơn màu xám và chân cột thì được chúng tôi sơn màu xanh. Phía bên khu vực của ô cửa sổ thì chúng tôi sẽ có đắp nổi hai hệ cột lớn quý vị nhé. Và nó nối liền thẳng mạch từ phía của chân bồn hoa đổ thẳng lên phía trên của chân cửa sổ tầng 2. Và ở chính giữa thì chúng tôi sẽ có ốp một cái bảng tường lớn. Đây là khu vực của gạch thẻ cao cấp để chúng ta sẽ che chắn cũng như tạo không gian biệt. Để chúng ta che chắn này cũng như tạo không gian riêng biệt. Bên cạnh đó thì ở phía dưới chúng tôi cũng sẽ kết hợp đan xen cùng với những đường pháo chỉ nằm ngang tầng. Với ngôi nhà của anh Đức Anh thì toàn bộ hệ cửa được chúng tôi lựa chọn với hai chất liệu. Cửa chính ở đây thì được chúng tôi lựa chọn với chất liệu gỗ. Ở đây thì quý vị chúng ta có thể lựa chọn đó là dạng lim Nam Phi hoặc là quý vị chúng ta có thể lựa chọn đó chính là gỗ đỏ. Đây chính là một trong số những chất liệu nó rất là bền bỉ và được người Việt Nam của chúng ta lựa chọn và tin dùng quý vị nhé. Toàn bộ chất liệu của hệ cửa còn lại đó chính là không gian của cửa phụ này, rồi là khu vực của cửa sổ được chúng tôi lựa chọn đó là hệ nhôm sinh pha kết hợp cùng với dạng kính cường lực cao cấp để chúng ta tạo nét hiện đại, tránh bị cong vênh này, rồi là bị phai màu sắc. Bên cạnh đó là đây chúng ta cũng sẽ có một yếu tố lấy được tối đa ánh sáng từ bên ngoài, từ hai hướng xung quanh chúng ta hắt vào trong nhà, giúp cho ngôi nhà của anh chị gì ạ, bên trên bên dưới chúng ta đều thông thoáng, rộng rãi và chúng ta không bị bí bách. Và bên trong thì khi mà anh kết hợp thêm được dạng rèm cao cấp, chúng ta sẽ tạo thêm được tính trang trọng này. Mà khi anh chị cần nghỉ ngơi, chúng ta kéo rèm lại sẽ giảm được độ ánh sáng từ bên ngoài vào quý vị nhé. Đối với khu vực của nhà anh Đức Anh thì quý vị thấy một điều rằng là gì ạ? Ở hai bên thì chúng tôi sẽ lựa chọn đối với không gian của khu vực bồn hoa này. Và khi với khu vực của hệ tường đã được chúng tôi sẽ phân bổ với tỷ lệ là 70% màu trắng, 30% còn lại là chúng ta dành cho màu xám, màu xanh ghi. Thì khu vực của hệ sảnh chính chúng tôi sẽ lựa chọn đó chính là dạng đá kim xạ đen dương quý vị nhé. Để chúng ta sẽ ốp vào không gian của hệ bậc tam cấp. Tam cấp đây thì chúng tôi sẽ lựa chọn với những tiêu chí sau. Một, đó là chiều cao của nền móng so với hệ mái. Thứ hai, đó chính là dựa vào mức đầu tư. Thứ ba, đó là diện tích sân còn lại khi mà chúng ta đua khu vực của hệ bậc tam cấp ra. Và mỗi một bậc này thì chúng tôi sẽ có thiết kế chiều cao là 15cm để chúng ta sẽ vừa vặn với ngôi nhà. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cái lối hông nằm ở bên phía tay phải quý vị nhé, để cho các thành viên của chúng ta di chuyển ở bên trong nhà cũng rộng rãi, tiện nghi hơn rất nhiều.
Còn đây chính là hình ảnh mà quý vị đã được nhìn rõ nét khi mà chúng tôi cũng đã gợi ý với hình ảnh của tường rào này, rồi khuôn viên của hệ cột, khu vực cửa cổng đúng không ạ? Để chúng ta sẽ tạo nên một không gian từ tường rào, nhà cửa nó sắc nét và nó hoàn chỉnh với một không gian đẹp, trang trọng và lộng lẫy. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng với nhau tiến vào phía bên trong để xem rằng là với diện tích và công năng thì liệu rằng có phù hợp với quý vị không nhé. Với ngôi nhà của anh Đức Anh ở đây, chúng tôi thiết kế mặt tiền là 11,8m, chiều sâu công trình là 8,2m, thì đâu đó tổng diện tích không gian mỗi sàn sử dụng của chúng ta nó cũng rơi vào tầm là 122m2. Thì với diện tích như vậy thì ở bên trong anh Đức Anh mong muốn chúng tôi sẽ bố trí công năng, chúng ta sẽ bao gồm một phòng khách này, một thờ, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Đây chính là diện tích không gian của tầng 1 và với chiều cao tầng 1 là rơi vào khoảng độ tầm là 4,1m. Và sau khi mà anh Đức Anh có làm trần thạch cao này, hai trần gỗ thì chúng ta sẽ còn khoảng độ 3,9m, thì đó chính là một cái chiều cao lý tưởng tốt giúp cho không gian của ngôi nhà tầng 1 của chúng ta được thông thoáng hơn rất nhiều. Với cách phân bổ như sau, phòng khách đây thì chúng tôi sẽ có thiết kế là 28,5m này, phòng thờ thì sẽ là 10,5m, phòng ngủ số 01 là 12,5, phòng ngủ số 02 15,3 và phòng vệ sinh chung đó chính là phòng ở phía bên hông tay trái quý vị nhé, với diện tích là 4,9m cạnh với khu vực cầu thang đi lên tầng 2. Và về cách phân bổ như sau này, từ phía của sảnh chính ra vào chúng tôi đẩy lùi toàn bộ không gian của phòng khách, tức là bộ bàn ghế nằm ở bên phía không gian tay phải công trình, tủ kệ tivi chúng tôi đặt với khu vực của hệ tường nằm ở bên phía tay trái. Chúng ta sẽ có một sảnh lớn sẽ liên thông cùng với không gian phòng thờ quý vị nhé. Tại phòng thờ thì chúng tôi sẽ có thêm hai cái hệ lam gỗ ở hai bên để chúng ta sẽ che chắn cũng như tạo một cái không gian trang trọng riêng biệt dành cho khu vực thờ này. Và nơi mà chúng tôi đặt bàn thờ đó chính là nơi tọa cát, hướng cát trong nhà, để trong quá trình khi mà các thành viên của chúng ta thờ cúng tổ tiên cũng sẽ góp phần mang lại sự hưng thịnh, sự may mắn. Đối với khu vực của hai phòng ngủ thì chúng tôi sẽ có bố trí giường, tủ quần áo. Những nơi này thì là nơi mà rộng rãi và tiện nghi nhất để cho các thành viên của chúng ta di chuyển ở bên trong phòng. Đối với khu vực của phòng vệ sinh chung thì chúng tôi sẽ có vách ngăn bằng kính để chúng ta chia được đất nơi cô quý vị nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ cùng với nhau đến với không gian của tầng 2. Đối với không gian của trên tầng 2 thì anh Đức Anh mong muốn chúng tôi sẽ bố trí công năng nó sẽ nhiều hơn một chút xíu, khi mà chúng ta sẽ có một phòng làm việc này, một phòng sinh hoạt chung, chúng ta sẽ có là 3 phòng ngủ và một phòng vệ sinh chung. Đó. Về diện tích được chúng tôi phân bổ như sau. Đối với phòng sinh hoạt chung thì sẽ là 10,9m này, phòng làm việc là 10,5m, phòng ngủ số 04 12,5, phòng ngủ số 05 12,5 cũng tương tự như nhau, và phòng ngủ số 03 tương tự như tầng 1, phòng số 02 đúng không ạ, là 15,3, và phòng vệ sinh chung thì diện tích tương tự như tầng 1 rồi. Với cách bố trí như sau, đối với phòng sinh hoạt chung được chúng tôi sử dụng đó chính là dạng sofa chữ L quý vị nhé. Chúng ta sẽ tiện nghi với một cái lối không gian khoảng độ tầm gần 11m2. Vừa tiện nghi này, vừa rộng rãi cho các thành viên của chúng ta ngồi xem TV, trò chuyện với nhau. Đối với khu vực của 3 phòng ngủ cũng sẽ được bố trí giường, tủ quần áo một cách rộng rãi, thông thoáng nhất để cho các thành viên của chúng ta di chuyển ở bên trong nhà. Còn đối với phòng vệ sinh thì chúng tôi sẽ có vách ngăn bằng kính để chia nước ướt nơi khô quý vị nhé. Thì đây chính là thiết kế mà chúng tôi đã lựa chọn dành cho ngôi nhà của anh Đức Anh có địa chỉ tại Bắc Giang. Và nếu như quý vị chúng ta cũng yêu thích về mẫu thiết kế này, hãy liên hệ cùng với Kato chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ và mang tới dành cho quý vị những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.